Thưa sư, ở ấp của con không có chùa nào hết. Nghe nói cúng dường cơm cho các sư có nhiều phước, nhưng không có sư nào để cúng. Nếu từ Bến Tre lên Sài Gòn chưa tới giờ sư đi khất thực, thì làm sao nếu đến giờ, nếu đến sớm thì đứng ngoài lộ chờ hả sư? Có dịp nào sư tổ chức về Bến Tre một chuyến để lợi ích cho con được không sư, và sư mua đất cất chùa ở được không sư? Hơi dài nhưng dấu chấm hỏi chỉ là một câu, chúc sư nhiều sức khỏe. Đó là cái lý do mà sư không có thông báo cho ai biết là cái ngày nào sư đi khất thực và ngày nào không, để tránh cái trường hợp là người ta chờ á, thì có khi chờ rồi sư không đi, tội nghiệp người ta. Cho nên là sư không có nói cái ngày sư đi khất thực, thì nó tùy duyên. Ai có duyên thì gặp, còn không có duyên thì thôi, chứ không có nên chờ rồi hẹn hò. Sư cũng không có thích cái đó. Còn cái chuyện mà đi về Bến Tre thì nó phải có đầy đủ nhân duyên. Ví dụ như có lần một cái anh mà anh ở Úc cùng với một anh ở Mỹ đi về thăm sư, thì ở trên xe thì một cái anh ở Mỹ ảnh mới buột miệng, anh nói là hôm nào á mời sư qua bên Mỹ để có cái chuyến hoằng pháp. Thì anh bên Úc á ảnh mới nhắc á là mời cái ta mời thiệt hay mời chơi, thì mời chơi thì thôi, chứ còn mời thiệt thì mình phải lo, mình chuẩn bị đầy đủ, ví dụ như là cái giấy giấy bảo lãnh, giấy giới thiệu nè, rồi lên cái chương trình nè, liên kết các cái nơi ở Mỹ nè, rồi đầy đủ thủ tục các thứ đó, vé viết này nọ, sau đó mới thỉnh sư đi. Chứ còn mình mời cái kiểu mình mời khơi vậy là mình mời chơi à, chứ mình sư thì sư từ bi, sư nhận lời ừ thử vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà sư qua bên đó là chắc khỏi rồi đó. Cho nên hỏi quý vị là quý vị mời thiệt, quý vị mời chơi đó. Cái thứ hai là cái vụ mà mua đất cất chùa, thì cũng một lần nữa sư hỏi là quý vị chờ, là quý vị mua mua cất rồi quý vị cúng, hay là chờ sư mua, chờ sư mua tiền ở đâu mua đó. Cái kiểu quý vị nói là cái kiểu xã giao khách sáo, sư nói thiệt á, nó giống như cái kiểu mà khách sáo xã giao vậy thôi. Thì sư ghi nhận như vậy, chứ còn chừng nào có thì chắc cũng tùy duyên. Rồi hơn nữa, có lần sư đi ra ngoài Đà Nẵng á, như vậy mới là xài thiệt nè, đồ thiệt nè. Tức là cái các cái vị này á, những cái người bạn đạo á, mới mời sư ghé thăm một miếng đất. Thì cái miếng đất đó, đó là họ xây cất lên rất là nhiều rồi, họ xây gần như là nó thành một cái thiền viện rồi. Thì các vị đó đã mua mua từ sớm rồi, xin giấy phép xây dựng và đang làm thủ tục để xin để mà có thể hoạt động tôn giáo. Tức là bây giờ các sư có thể đến ở rồi, nhưng mà chưa thể hoạt động tôn giáo, tức là tổ chức khóa thiền nè, hoặc là chỉ đơn giản là tu tập thôi đó, Phật tử tụ tập để mà đọc kinh đó, thì chưa. Thì các cái vị đó là đang nỗ lực để làm giấy tờ cần thiết, và chưa nói thẳng là chưa có cúng, chưa có dâng đất cho chư tăng, đang làm giấy tờ mua đất nè, làm thủ tục giấy tờ nè. Chừng nào mà làm xong thủ tục giấy tờ đó, lúc đó mới làm cái lễ dâng đất đến cho chư tăng. Có nghĩa là chư tăng chỉ việc vào ở thôi. Chứ còn cái kiểu mà một là mời chơi, mời lơi đó, hai á, là mình mua miếng đất rồi đó, mình quăng cho mấy ông sư, thì cái kiểu đó thì nó chịu thua đó. Tại vì từ cái miếng đất mà nó lên được cái đất tôn giáo để mà sinh hoạt á, nó không phải là một chuyện đơn giản, nó tốn rất nhiều thời gian công sức, mà mấy chuyện đó thì ông sư mấy ông không có làm được, phải cư sĩ mới làm được. Cho nên làm thì thôi đó, quý vị có lời thì sư ghi nhận, nhưng mà còn chừng nào được vậy thì tới đó tính ha. Sư qua câu hỏi tiếp theo.